Huy và chị Phan Bích Hà. Xin mời anh Huy và chị Hà. Tiếp theo đây xin được mời đại diện trường nữ trung học Trưng Vương, chị Mạc Hà. Và Kiều Vĩnh Thái là người đứng cạnh tôi. Và đặc biệt năm nay chúng ta, Hội Liên trường Bắc Cali có được sự tham dự của gia đình trung học Vũng Tàu phân hội Bắc Cali. Tôi xin được mời anh Nguyễn Hoàng Tuấn. Xin mời anh Nguyễn Hoàng Tuấn đại diện gia đình trung học Vũng Tàu Bắc Cali. Thưa quý vị, thấy năm nay chúng ta thiếu mặt của trường nữ trung học Gia Long. Trường nữ trung học Gia Long vì có đại hội trùng phùng thế giới kỳ năm tại San Jose hôm qua và hôm nay, họ xin được absent trong kỳ picnic liên trường ngày hôm nay. Xin quý vị cho tất cả các đại diện liên trường Bắc Cali một tràng pháo tay thật to. Và sau đây là phút mặc niệm tưởng niệm những người đã dựng nước, những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc và hai chữ tự do. Và chào quốc ca và quốc kỳ đã chấm dứt, xin mời quý vị an tọa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.